Mọi người ơi, mình chuyển sang giọng bài thứ hai mà mình sẽ phải làm bài thi để làm bài lập báo cáo, thì mình đang muốn share cho mọi người xem lại một cái bài thi. Đây là một cái bài thi sample nhá, để mọi người nhìn thấy, các bạn nhìn thấy đây là đề thi sample của đề September-December 2021. Đây là phần lập báo cáo này, cái scenario number one này là lập báo cáo. Thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ cho các bạn như là đề này, người ta cho một cái trial balance của một công ty, đúng không ạ? Sau đấy thì trong cái trial balance này thì sẽ có một số vấn đề. Thì mình nhìn lướt qua cái trial balance, các bạn sẽ nhìn thấy là nó ngoài cái doanh thu, cost of sale các thứ ra thì bắt đầu có deferred tax này, có provision này, đúng không ạ? Có, mình không mute đâu. Đấy, thì mọi người nhìn thấy là có investment property, đúng không ạ? Thì điểm ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình đã học những cái gì rồi. Chúng ta quay lại, bắt lại cái giai đoạn trước, mình đã học asset rồi, đúng không ạ? Property, plant, equipment, investment property, intangible asset là học hết rồi, provision học rồi, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn sẽ còn có một số những cái chuẩn mực mình chưa học, mà ở đây mình sẽ phải gặp. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải, để làm bài này thì mình sẽ phải biết là đầu tiên là có những cái chuẩn mực nào mà chắc chắn là trong dạng bài này người ta sẽ gặp. Cái thứ hai là như lúc mình còn nói với các bạn là có cái gì mà ở F3 đã học rồi, mà nếu như các bạn chưa học F3 hoặc là các bạn quên mất rồi thì bây giờ các bạn làm thế nào? Ví dụ như ở cái đề thi này các bạn sẽ nhìn thấy một cái tài khoản là tài khoản suspended, đúng không ạ? Đây ạ, là cái tài khoản đây ạ, không sao đây không à đây là, sorry, đây là web. Đây ạ, ví dụ như ở đây có cái tài khoản suspended account chẳng hạn, là cái tài khoản mà chúng ta không biết nó là IAS nào, bởi vì nó chỉ là một cái tài khoản tạm và mình sẽ phải clear cái này. Thì đấy là nội dung hôm nay mình sẽ phải nói với các bạn những cái phần mà ở trong môn F3 đã học rồi, nhưng mà bây giờ mình quên rồi, bây giờ mình phải học lại để trước khi mình làm cái bài tập này. Ở đây mình nhìn thấy các cái nốt nhá, mọi người nhìn này. Thứ nhất là ngoài những cái nốt mà sẽ liên quan đến suspended account như là inventory count này ra, đúng không ạ? Thì nốt số 1 ý ạ, thì các bạn sẽ đánh dấu là cái phần này là suspended account này. Nốt thứ hai đấy là cũng là suspended account luôn. Nốt thứ ba là phần tax, đúng không ạ? Nốt thứ tư là phát hành cổ phiếu. Nốt thứ năm là nốt liên quan đến, nốt thứ năm là investment property, được chưa ạ? Và ở phần cuối cùng là intangible asset, là phần mình đã học rồi. Và cuối cùng là paid dividend. Đấy ạ. Thế thì đây là một đề thôi nhá, mình chỉ lấy ví dụ thôi ạ. Và mình đang nốt ra là mình sẽ phải phải học cái phần nào để hoàn thiện những cái kiến thức mà trước môn F7 các bạn đã phải có rồi. Thì đấy là như ở bài vừa rồi thì mình đã hỏi ra là suspended account và issue share, được chưa ạ? Ở cái đề tiếp theo, và đề trước đấy một đề, thì chúng ta lại có đây ạ. Cái scenario số 1 thì các bạn có hai cái báo cáo, và đây nó lại không phải là bài lập báo cáo như thế, mà nó lại là bài adjust accounting policy, và sau đấy thì sẽ phải 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 phân tích, đúng không ạ? Thì cái dạng bài phân tích này thì mình chưa học, mình sẽ học sau khi mà mình đã lập báo cáo xong. Đây ạ, thì đấy là scenario số 1. Scenario số 2 là bài nhất báo cáo tài chính, đúng không ạ? Là mình đã vừa mới học xong rồi. Ở cái số xứ mình có hai scenario thôi. Thì như ở bài này thì mọi người sẽ thấy là chúng ta không có cái dạng lập báo cáo riêng lẻ. Mình đưa ra hai cái đề để cho mọi người nhìn thấy là chúng ta có hai câu, mỗi câu 20 điểm. Thì cũng có thể nhá, là người ta sẽ hỏi các bạn lập hai báo cáo. Ví dụ như là một báo cáo riêng lẻ, một báo cáo hợp nhất như đề September-December 2021. Nhưng ngược lại người ta cũng có thể hỏi là một bài phân tích, một bài hợp nhất, đúng không ạ? Nên tại sao mà mình dạy bài hợp nhất trước? Bởi vì cái bài đấy là chắc chắn 100% là mình sẽ có thi rồi. Nên là mọi người phải làm cái bài đấy thật là tốt. Đây ạ, một cái bài trước đấy nữa thì mọi người cũng nhìn thấy là nó cũng có những cái tương tự, đúng không ạ? Ví dụ như đây có loan note này, đúng chưa ạ? Đấy, rồi có natural asset này, có provision này, có deferred tax này. Được chưa ạ? Đấy ạ. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ nói với nhau ba cái nội dung. Chúng ta sẽ chưa lập báo cáo nào cả, mà chúng ta sẽ nói với nhau ba cái nội dung. Thứ nhất là những cái nội dung liên quan đến suspended account. Thứ hai là nội dung liên quan đến
issue share, các loại issue share. Nếu được thì mình không, không thì mình sẽ nói luôn về EPS đó. Và cái thứ ba là phần, tại vì EPS ấy, nó lại một cái bài dạng bài riêng biệt, là tính EPS không thôi, nó không coi trong cái phải lập báo cáo này đâu. Và cái phần thứ ba là phần financial instrument nhá. Rồi từng cái một. Mình nói trước về suspended account này. Mọi người đều biết là khi mà chúng ta nói đến tài khoản chữ T ấy, chúng ta có một cái khái niệm. Thực ra ở môn F3 ấy, có một cái khái niệm, đấy là có một cái bài, cái dạng bài, đấy là một cái bài sửa lỗi trên trial balance. Mình nói lại từ đây nhé. Các bạn biết là trial balance nó vốn là hai cái cột, đúng không ạ? Và làm thế nào để duy trì được trạng thái là debit bằng credit ở trên cái balance đó. Nếu mà thứ tự về quy trình gặp báo cáo thì các bạn biết là từ tài khoản chữ T này, sau khi mà người ta summary lại, đầu tiên trước ngôn F3 thì các bạn đã học là các bạn sẽ học book ở primary, đúng không? Sau đấy các bạn sẽ có tài khoản chữ T, đúng không? Xong từ tài khoản chữ T closing tất cả các account đấy, tất cả các balance đấy mình đưa lên trial balance. Sau đấy từ trial balance này tôi mới xếp, ví dụ như trên cái trial balance ạ, thì các bạn sẽ làm cái động tác là nhìn xem những cái account nào, những cái tài khoản nào thuộc về statement of financial position, những cái nào thuộc về statement of profit or loss, đúng không ạ? Để mình lập hai cái báo cáo này. Sau khi mà lập hai cái báo cáo này ở 4F3 người ta gọi nó là cái gì nhỉ? Closing account. Thì sau đấy mới lập statement of cash flow, được chưa? Thế thì tất cả những cái này học ở 4F3 hết. Thì trong cái đoạn này, trong cái đoạn mà từ trial balance lên báo cáo, mà hai cái báo cáo cơ bản đầu tiên đấy là statement of financial position và statement of profit or loss, thì có một cái đoạn ở đây là đoạn về checking. Tại sao lại phải checking? Bởi vì nó giống như cái công việc của cái người kế toán trưởng ấy, đấy là từ cái việc tổng hợp lên báo cáo rồi, bây giờ lập báo cáo tài chính thì sẽ phải checking. Không chắc là tất cả các trial balance này đã đúng. Nhưng ngược lại, kể cả không đúng ở đây là gì ạ? Là có thể là debit và credit chưa bằng nhau, thì cái checking đầu tiên là debit và credit có khác nhau hay không. Nếu mà nhìn thấy rõ luôn là debit và credit khác nhau thì người ta đã biết ngay là trên này có lỗi rồi, đúng không ạ? Và phải sửa lỗi. Tất nhiên chúng ta ở đây chúng ta đều biết là kể cả trong trường hợp thứ hai là trường hợp debit và credit bằng nhau thì vẫn cứ có lỗi, đúng không? Nhưng tuy nhiên cái lỗi này này thì mình sẽ điều chỉnh bằng các cái adjustment, giống như các bạn đi làm kiểm toán ấy, thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng các bút toán điều chỉnh. Và nó cũng chính là cái câu chuyện ở các cái note trong cái báo cáo financial statement mà người ta cho các bạn, như là mình vừa nhìn thấy 1, 2, 4, 5. Nhưng bây giờ thì mình đang muốn nói đến cái câu chuyện là thế nếu như debit và credit khác nhau thì mình sẽ sửa lỗi như thế nào. Thì ở môn F3 các bạn đã học một cái cách, đấy là nếu mà debit và credit khác nhau thì mình sẽ giả định là nó bằng nhau đi, và mình tạo ra một cái tài khoản là suspend account với mục đích là sau khi tôi dùng suspend account thì debit và credit nó bằng nhau. Có nghĩa là nếu bây giờ mà tôi đang có debit lớn hơn credit thì suspend account của tôi sẽ có số dư ở bên credit, được chưa? Nghĩa là đang thiếu bên credit mà, thì tôi add thêm một cái cục vào, thế là nó bằng nhau. Còn ngược lại, nếu mà debit của tôi đang nhỏ hơn credit thì lúc này suspend account của tôi sẽ có số dư là số dư ở bên debit. Nghĩa là tôi ấn cho nó một cái số dư như vậy vào. Mô tả về suspend account ấy, thì nó giống như là kiểu các bạn bị kênh chân bàn ấy, xong các bạn kê một tí vào. Đấy, thì cái tờ giấy mà mọi người kê dưới chân bàn đấy nó chính là suspend account. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải đi tìm xem tại sao cái bàn này nó bị kênh để mình clear cái suspend account này. Và chỉ khi nào mà tôi clear được, hay nói cách khác là debit và credit bằng được nhau, thì tôi mới nói là cái báo cáo tài chính này đủ điều kiện để lập báo cáo rồi. Thế thì mọi người nhìn thấy là mình nhìn thấy cái xu hướng gần đây ạ, là người ta rất hay cho suspend account vào môn F7. Mọi người biết vào môn F3 các bạn biết tại sao không? Vì các bạn được miễn môn financial accounting môn F3. Vì rất nhiều người được miễn môn F3 cho nên mọi người không học mà đi thi luôn. Thế nên là người ta nhìn thấy là đấy lại thành một cái lỗ hổng để mọi người. Tại vì hầu hết ví dụ như ở Việt Nam hay là thậm chí là các cái chương trình kế toán khác người ta cũng dạy xuôi thế thôi. Người ta không có dạy sửa lỗi, đúng không ạ? Nhưng mà vì ACC người ta đã dạy là dựa trên cái format của công việc, nghĩa là đi từng bước lên,
Cho nên là sẽ có một cái đoạn checking này, thì người ta nhận ra là cái đoạn này đang bị hỏng. Cho nên là đề nào mà lập báo cáo thì cũng rất hay xuất hiện assessment account. Và vì thế nên nhất định là phải học, không thể là bỏ phần này được. Vậy thì khi mà clear assessment account thì mình làm thế nào? Thì việc đầu tiên đấy là các bạn cứ nhớ cho chị, đấy là việc đầu tiên là các bạn sẽ làm theo cái cách đấy là hiện tại thì người ta đang hạch toán như thế nào? Nghĩa là currently đang được record như thế nào? Nếu mà các bạn biết được hiện tại đang hạch toán như thế nào rồi thì các bạn lại phải suy nghĩ rằng là nếu mà đúng ấy ạ thì được record như thế nào? Nghĩa là đúng theo chuẩn mực thì record như thế nào? Xong rồi từ 1 và 2 này mình mới suy ra là thế thì tôi có một toàn adjustment như nào? Mình hiểu không ạ? Đấy, bây giờ mình thử nhá. Mình sẽ thử clear suspend account chỉ được khoảng 2 ví dụ mọi người sẽ có thể hiểu được. Tất nhiên suspend account này vẫn dựa trên nền tảng là các bạn sẽ phải biết các chuẩn mực khác, chứ cũng không phải là chỉ có mỗi kỹ thuật suspend account đâu. Nhưng nếu như các bạn chưa từng biết đến suspend account thì các bạn sẽ bị bối rối ạ. Đây nhá. Đây mọi người nhìn này. Trong cái tình huống này, đúng mọi người biết là suspend account đang có số dư bên nào, đúng. Đây ạ. Đây là trong đề thi giữa năm của năm 2021. Đấy, mọi người nhìn thấy suspend account không? Đúng không ạ? Mình có số dư này 3.500 ở bên có. Có nghĩa là tôi nói rằng nếu đây ạ, mọi người nhìn thấy là bên nợ bên có bằng nhau đúng không? Nhưng mà suspend account ở bên có đúng không ạ? Có nghĩa là nếu mà không có suspend account thì cái trial balance này nó đang có số dư ở bên nợ đang cao lớn hơn số dư bên có. Đúng chưa ạ? Thế thì mình sẽ biết là cái tài khoản suspend account này đang có số dư là 3.500 ở đây. Đúng không ạ? 3.500 này là từ cái gì? Thì mọi người có thể nhìn thấy cái note số 2. Người ta bảo note số 2 mà. Đúng không ạ? Đây ạ. Là note số 2 là note mà chúng ta cũng đã học rồi. Yeah. Yeah. Loden acquired office building 20 triệu vào ngày 1 tháng 10 năm 2002 với estimated useful life là 25 năm và depreciation là tính theo pro rata basis. Được chưa? Vào ngày 1 tháng 4 2008 building was deemed to be impaired as its fair value was estimated to be 12 million. At that date, the estimated remaining life revised to 12 years. Ignore the deferred tax consequence of the revaluation. Loden has 10 factory. Mùng 1 tháng 10 năm 2007 này, thì Loden đã bán một trong những cái factory đấy với carrying amount là 3 triệu. Được chưa? Để lấy 3 triệu rưỡi. The proceeds were credited to the suspend account. Đấy ạ. Theo như các bạn đọc câu này thì các bạn biết là bước 1 là mình phải nghĩ rằng là hiện tại ạ thì họ đang hạch toán như nào ạ? Họ nói cái câu là the proceeds were credited to the suspend account. Có nghĩa là hiện tại họ đang ghi nhận là debit cash. The proceeds đúng không? Credit vào suspend account. Đấy là hiện tại. Được chưa ạ? Mình check lại thì mình cũng nhìn thấy là suspend account có phải đang số dư là 3.500 không? Được chưa ạ? Sau khi mà mình đọc đề bài, mình nhìn ra được là currently họ đang record vào suspend account 3.500 rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm bước thứ hai là thế thì đúng thì phải toán như nào? Nào, cái này là rất là easy, học từ rất là lâu rồi. Nếu như bây giờ tôi bán một cái factory đi, thì bút toán đúng của tôi là phải toán thế nào ạ? Thế nào ạ? Disposal như nào? Debit cái gì ạ? Debit depreciation. Đúng không? Để xóa depreciation đi. 2 triệu rồi. Gì nữa? Bên credit sẽ là gì?
cái carrying amount. Còn trên là giữa hai cái này thì sẽ nếu mà em đã debit depreciation thì credit là phải credit cost, đúng chưa? Sẽ có một cái debit, debit là debit là other expense. Đây là đang ghi một lần đúng không? Đây là đang ghi cột vào một bút toán. Thì bây giờ mình đang nhìn thấy rằng là nếu mà mình đầu việc đầu tiên nhá, ôn lại là khi mà disposal, việc đầu tiên là mình xóa sổ tài sản, đúng chưa? Và khi tôi xóa sổ tài sản nhá, thì nghĩa là tôi ghi ngược lại hết. Cost đang là 5 triệu, tôi ghi credit cost. Accumulated depreciation đang là 2 triệu, thì tôi ghi debit và depreciation để cho nó xóa đi, đúng chưa? Đây là accumulated depreciation nhá, không phải là chi phí nhá, đúng không? Bây giờ nó đang lệch ra 3 triệu đúng không ạ? Nhưng đồng thời tôi còn phải ghi cái gì nữa? Còn cái gì? Disposal, đúng không ạ? Mọi người sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ phải đưa vào cái tài khoản disposal. Mình có một cái tài khoản học môn F3 tên là tài khoản disposal 3 triệu, được chưa ạ? Xong rồi khi mà mình nhận tiền thì mình lại phải ghi là debit cash và credit vào tài khoản disposal, đúng không ạ? 3,5 triệu, đấy ạ. À. Thì trên cái tài khoản disposal tự nhiên là có bên debit 3 triệu, credit 3 triệu rưỡi, thì nó còn dư ra 500, nó chính là gì? Lãi, đúng rồi, đúng không ạ? Và cái lãi của tài khoản disposal này nó sẽ được đưa vào phần other comprehensive income. Nhớ nhá, nó sẽ đưa vào cái phần other comprehensive, chứ nó không đưa vào P&L đâu. Và vì thế cho nên là mọi người chú ý là khi mà lập báo cáo ấy, thì mình sẽ phải nhìn việc này. Rồi thì bây giờ mình clear như thế nào? Bây giờ mình đã biết là ở đây người ta đang ghi thế này rồi, thì các bạn có thấy là cái bút toán này nó rất gần với bút toán này đúng không ạ? Nhưng mà không phải là mình thay bụp một cái disposal vào thì nó sẽ không đúng, đúng không ạ? Mà mình sẽ phải bây giờ bút toán sửa của mọi người như thế nào ạ? Đây ạ, từ hai cái bút toán này, bây giờ mọi người sẽ đưa ra một bút toán debit và suspend account và credit những cái gì? Câu hỏi của mình là bây giờ các bạn phải đọc cho mình một bút toán mà. Các bạn sẽ debit vào suspend account thì các bạn sẽ credit những cái gì để nó mất đi 3,5 triệu này? Rõ ràng là vừa xong các bạn vừa mới credit vào disposal đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Để chuyển cái tài khoản này sang. Nhưng đây mới là một bút toán thôi. Bút toán số 2 chính là cái bút toán mà các bạn đã xóa sổ tài sản. Mình nói lại nhá. Bây giờ ấy ạ, mình nhìn thấy rằng là tôi đã biết là hiện tại người ta đang hạch toán nhé, là debit cash và credit suspend account đúng không? Nhưng mà đúng ra phải có hai bút toán, là bút toán hình vuông là xóa sổ tài sản đi, bút toán hình tròn là ghi nhận tiền nhận được. Vậy thì bây giờ nếu như tôi chỉ thay thế cái disposal vào suspend account ở đây thôi, thì tôi mới ghi được có một bút toán là nhận tiền. Có đúng không ạ? Đây ạ, tôi mới ghi được một bút toán là debit suspend account và credit và disposal thôi. Bút toán thứ hai tôi chưa có ghi, cho nên bây giờ mình phải ghi đúng không? Debit accumulated depreciation, debit vào disposal, cái này 2 triệu này, cái này 3 triệu này đúng không? Để tôi làm gì ạ? Để tôi xóa sổ cái nguyên giá của tài sản này đi 5 triệu, được chưa? Và vì như thế này cho nên là trên cái tài khoản đây ạ, mọi người nhìn đề bài này, trên cái tài khoản này các bạn nhìn thấy có factory cost này đúng không ạ? Có office accumulated depreciation đúng không ạ? À đây ạ, xin lỗi ạ, factory accumulated depreciation, thì tí nữa các bạn sẽ lấy, lúc mà lập báo cáo ấy mình sẽ lấy 4.000 này trừ đi 5.000 đấy, cái này trừ đi 2.000, các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn hiểu là suspend account dùng như nào chưa? Và lúc này thì nó sẽ clear được cái suspend account bởi vì nó sẽ xuất hiện thêm cái tài khoản ở đây nữa là tài khoản disposal, nhưng nó chỉ có 500 thôi, bởi vì ở đây tôi đã trừ đi 3.000 ở hai bút toán 5.000 với 2.000 rồi, thì nếu có 500 nữa thôi là mình đã clear suspend account ở trên trial balance rồi. Ok chưa? Thử một cái ví dụ nữa, chính là cái bài đây ạ. Rồi ạ, mọi người giúp mình là đây là đề September December 2021. Đây mọi người. Mọi người có thể dở đề September December 2021.
Các bạn dở đề September December 2021 và các bạn đọc nốt 1 và 2. Sau đó các bạn có 5 phút để suy nghĩ và các bạn đọc cho chị xin bút toán và các bạn sẽ điều chỉnh. Đây ạ, nốt 1 và nốt 2. Bao nhiêu kiên? Em làm đi. À, có ai xong bút toán điều chỉnh suspend account chưa ạ?
Rồi mọi người ơi, suspend account ở đây số dư là 46.500 này. Chúng ta có mấy cái nốt liên quan đến suspend account. Nó đầu tiên ấy, người ta nói đến không phải liên quan đến suspend account, mà liên quan đến sửa lỗi. Người ta nói rằng là memes noted there was an error in the inventory count at 31 December, meaning that the closing inventory balance in 2004 financial statement was overstated by 0.7 million. No entry has been made to the correct this error. Cái này nó không phải là suspend account, đúng không ạ? Nếu mà học F3 ấy, thì có hẳn một dạng bài là xác định xem một cái lỗi sai này là lỗi sai do cái gì. Nhưng ở trong tình huống này thì nó không phải là do suspend account, mà nếu mà bị overstate thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ ghi credit vào inventory, đúng không ạ? Nghĩa là giảm trừ inventory đi 0.7. Và khi tôi giảm trừ inventory đi 0.7 thì cũng đồng nghĩa với cả tôi sẽ phải debit vào cost of goods sold 0.7. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta đang tính cost of goods sold thì bằng opening balance cộng với cả purchase trừ đi closing balance. Thế cho nên nếu như closing balance của các bạn bị overstate nhá, thì các bạn giảm đi cũng có nghĩa là các bạn tăng cost of goods sold lên, được chưa? Đấy ạ, thì khi các bạn điều chỉnh cái báo cáo thì trong phần cost of goods sold nó sẽ phải cộng thêm 0.7 vào, và trong phần inventory các bạn sẽ phải giảm 0.7 đi. Và nếu như tôi luôn luôn giảm cân như thế, debit và credit tôi viết hẳn ở trong bút toán như này, thì sẽ không bao giờ báo cáo các bạn bị lệch cả. Còn nếu mà các bạn chỉ nhìn thấy là overstate thì các bạn giảm đi thôi ấy, thì các bạn sẽ bị lệch từ báo cáo. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải viết hẳn bút toán ra. Nốt số 2 này. The provision related to a court case. MIM settled this case on 31 December for 6 million. The full amount was credited correctly to cash. Có nghĩa là ở đây người ta đã phải trả cái tiền đền bù rồi. Và khi mà trả ra thì người ta đã ghi nhận vào cash, nghĩa là credit to cash, nhưng lại debit vào suspend account. Có nghĩa là currently là người ta đang hạch toán nhé, là debit suspend account, được chưa? Và credit cash 6 triệu. Trong khi đó, ở trên báo cáo lại có một cái số dư là provision. Trong khi đó, ở trên báo cáo này, các bạn sẽ nhìn thấy có số dư provision là bao nhiêu đây ạ? 4 triệu 6. Nghĩa là ở đây đồng thời đang có hai vấn đề ạ. Vấn đề thứ nhất, các bạn đang không ghi nhận, nghĩa là không clear cái provision này đi, đúng không ạ? Chúng ta trích lập provision này khi chúng ta nghĩ đến là có khả năng phải chi trả. Và số tiền mà tôi định chi trả là 4 triệu 6. Nhưng mà đến khi tôi chi trả thực thì tôi lại chi trả là 6 triệu. Như vậy đúng ra ấy, bút toán đúng của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Bút toán đúng của mình ở đây sẽ phải là gì ạ? Phải là debit và provision, đúng không? 4,6 triệu. Nếu mà đúng nhá thì sẽ phải là debit provision 4,6 triệu. Debit thêm một cái expense nữa. Đúng rồi. 1,4 triệu đúng không ạ? Và mới credit vào cash. Đúng không ạ? Thế thì từ 1 ở đây, từ 2 là cái bút toán này, thì mình nhìn thấy rằng là mình sẽ suy ra được là mình cần phải có một cái điều chỉnh, đúng không ạ? Và cái điều chỉnh của tôi ở đây sẽ là gì ạ? Bút toán điều chỉnh sẽ là gì ạ? Tôi sẽ ghi debit provision, bởi vì chưa xóa provision đi và tôi cần xóa 4,6 triệu. Tôi sẽ ghi debit expense, bởi vì trước đó tôi đã provision không đủ nên bây giờ tôi phải tính thêm, đúng chưa ạ? Và tôi credit vào cái gì ạ? Suspend account 6 triệu. Đây chính là bút toán mà mình cần phải ghi nhận thêm để clear vào suspend account. Nhưng mà suspend account của các bạn đang có số dư là 46 triệu. Đúng không ạ? Chứ không phải là 6 triệu. Cho nên là bút toán này không thôi vẫn chưa đủ. Đây ạ, mọi người có thể nhìn lại đề bài này. Các bạn có 46 triệu 500. Đây ạ, mình vẽ tài khoản suspend account cho các bạn xem ạ. Vừa xong, các bạn vừa mới làm gì đấy ạ? Credit và suspend account 6 triệu đúng không?
Có nghĩa là sau cái bút toán mà các bạn sửa lỗi ở nốt số 2 thì số dư của suspended account lại đang là 52.500.000. Nó còn to lên. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta lại phải làm tiếp ở cái nốt số 3. Đấy, à, xin lỗi, số 4 ạ. Đấy ạ. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, Mim make a 144 right issue. The exercise price was 3.5 per share. The proceeds were correctly accounted for in cash, with a corresponding credit entry being made in the suspended account. Tiền nhận được, tôi đã ghi nhận vào tài khoản tiền rồi, nhưng mà ghi có vào tài khoản suspended account. Như vậy, bây giờ lại thế thôi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đã đang ghi nhận vào suspended account rồi, các bạn sẽ phải biết là các bạn sẽ ghi như thế nào. Rồi ạ, cái này mình học rồi sao nhỉ? Cái issue share học chưa nhỉ? Chưa hay không là nhớ? Ok. Chị cứ cảm giác mình dậy rồi. 144 right issue có nghĩa là cứ 4 cổ phiếu thì được quyền mua 1 cổ phiếu. Nếu như bạn đang sở hữu 4 cổ phiếu ạ, thì sẽ có quyền, mọi người nhớ là đây là quyền nhá. To acquire one more. Đấy ạ, đấy là mình dịch ra cho các bạn hiểu cái câu là 144 right issue như thế nào. Và cái một này này với giá là 3.5 đô một share. Vậy bây giờ mình muốn biết người ta thu được bao nhiêu tiền thì câu hỏi đầu tiên là tôi phải biết được là có bao nhiêu share, có bao nhiêu number of share issue for this right, đúng không ạ? Mọi người tính được không ạ? Đấy, ợt đúng không? Đây ạ, nhìn vào đề bài này. Equity share capital là mệnh giá là 1 đô mà tôi có 60.000. Có nghĩa là trước khi mà right issue ấy ạ, thì currently là người ta đang có 60.000 share, đúng không ạ? Và bây giờ để thực hiện cái quyền này, tôi lấy 60.000 này chia 4 đúng không? Đúng chưa? Thì ra là tôi sẽ issue ra thêm bao nhiêu ạ? 15.000 share mới, đúng chưa? Được chưa? Đấy là tôi đang tính số number of share issued for this right. Số 2 là tôi sẽ phải hỏi cái câu hỏi, đấy là proceeds tôi nhận được là bao nhiêu? Thì bây giờ thì dễ rồi. 15.000 làm sao? Đúng rồi, 3.5, nó bao nhiêu? 52.500 à? 5.100. Đấy ạ. Đấy, mọi người thấy không ạ? Vậy thì bây giờ tôi có proceed ở đây rồi. Bây giờ mới nhìn thế này. Đây là tôi mới tính ra cái số tiền thôi. Và currently ở cái hiện tại mà họ đang hạch toán ở cái nốt số 4 này này, là họ hạch toán là debit cash. Họ đang hạch toán là debit cash và credit suspend account là 52.500. Được chưa ạ? Rồi mình sửa như thế nào? Thế nhưng mà đúng ra thì phải viết thế nào? Đúng ra này, bởi vì tôi thu được 52.500, đúng không ạ? Cho nên đúng ra tôi phải, bút toán của tôi sẽ phải là, đúng ra nhé, là debit cash. Thì tôi phải credit vào ordinary share. Bởi vì tôi chỉ phát hành ra có 15.000 thôi. Với mệnh giá 1, đúng không ạ? Thì tôi chỉ được hạch toán credit và ordinary share 15.000 thôi. Tôi hạch toán tiếp vào tài khoản gì ạ? Premium, đúng không ạ? Là 52.500 trừ đi 15.000 là bằng 40 mấy nghìn. 47.500 ạ? 47.500. 47 ạ? 12. Ok. Được chưa ạ? Vậy thì debit cash ở đây là 52.500. Đấy. Thế thì bây giờ mình nhìn được bút toán điều chỉnh rồi đúng không ạ? Adjustment của mình bây giờ sẽ là debit và suspend account, credit và ordinary share, credit và premium. Đúng không? Yeah. Đấy. Nhìn lại suspend account này. Nhìn lại suspend account đầu tiên của mình này.
đúng nhỉ? Bây giờ clear chưa ạ? Đúng không? Đấy ạ, các bạn phải clear xong suspend account này các bạn mới làm được bài tiếp. Đấy ạ, thế thì mình nói lại nhá, đối với cả cái phần suspend account này ạ, nó giống y như là một cái đấy, mọi người hình dung là cái bàn nó bị cập kênh thì mình nhét thêm màu giấy vào cho nó cân nhé. Đấy ạ, thì nó chính là cái suspend account này. Nhưng mà khi mà các bạn làm bài thì các bạn lại phải bắt buộc là tự làm thế nào để các bạn cân được, đúng không, cái suspend account đó. Ok chưa ạ? Để mình pause cái này lại cho nó, để cho mình dễ tìm.